Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Muốn chiến thì chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thiên hạ này làm gì có long tộc khác người như người? Tuy có rất nhiều đặc tính của long tộc, nhưng cũng có một số vết tích của nhân tộc đúng là kỳ dị. Ta có phải long tộc hay không liên quan gì đến người, chỉ cần có thể giết người là được. Máu màu vàng là thật hay giả? Bổn quân thử nào biết. Đây là thật. Lần này phiền phức rồi, nếu chúng ta giết hắn chắc chắn là sẽ bị cả long tộc đồ sát. Long tộc không phải là chúng ta có thể đắc tội được, nhưng đến lúc này rồi, không thể cứ như vậy để tiểu tử này đi chứ. Vô ảnh động thiên này rốt cuộc có vấn đề gì? Tại sao ta không thể nào mở lối vào? Vô ảnh động thiên này có một đạo cấm chế, không phải là khai thiên cảnh không thể vào. Nếu ngươi muốn vào phải trở thành khai thiên. Ngươi tưởng ta không nhìn ra tâm tư của ngươi sao? Nhìn ra thì sao? Nhắc ngươi một câu, vô ảnh động thiên này không phải nơi lương thiện gì. Nanu nhược lâm vào trong đó hơn nửa năm rồi. Nếu động tác của ngươi quá chậm, e là ngay cả cơ hội dọn xác của cô ấy cũng không có. Sư đệ, đã đừng nghe lời hắn. Ai biết lời hắn nói là thật hay giả? Phải đó thiếu gia, Lay người đến lúc cuối cùng, không thể nào công cốc. Dương Khai, cho dù cậu không đi được còn có chúng tôi, tuyệt đối đừng nghĩ không thông. Ta một đường đi đến giống như là một phế vật, bị các ngươi bảo vệ phía sau. Bà chủ bị tôi liên lụy mới lâm vào khốn cảnh này. Tôi không thể nào, chuyện gì cũng không làm được. Trước bước cuối cùng, công cốc quả thật đáng tiếc. Chỉ là tôi cũng nên có sức mạnh của mình. Lúc trước bị người của Thiên Kiếm Minh truy sát, điều ta có thể làm chỉ là trốn giữa sự bảo vệ của mọi người. Bị bọn họ vây công, nhìn Trúc Cửu Âm và người liều sống liều chết. Nhìn cô bị người khác đánh ói máu, ta chỉ có thể ở giữa để mọi người bảo vệ. Ta không muốn nhìn thấy bộ dạng bất lực của ta lúc người bên cạnh bị người khác tấn công. Bây giờ ta chỉ có một ý nghĩ: thành tựu khai thiên. Nguyệt Hà, cô có nhìn thấy đây là gì không? Thiếu gia, đây là một đôi tay vô lực. Nay ta có thể dùng nó làm gì? Bà chủ bị tôi liên lụy rơi vào khốn cảnh, sức mạnh mà đôi tay nắm được vốn không thể nào giúp gì cho cô ấy. Chỉ có sức mạnh của mình mới có thể thay đổi mọi thứ. Các ngươi muốn tôi ở đây thành tựu khai thiên, tôi có thể thỏa mãn các ngươi, nhưng các ngươi phải cho tôi một phần tài nguyên lục phẩm mâm hành chứ nhỉ? Các ngươi ai có lục phẩm mau cho hắn, chỉ cần Dương Kha tấn thăng lục phẩm, mối họa trong lòng tự nhiên cũng có thể hóa giải. Chuyến này chúng ta đến vội vàng, tài nguyên lục phẩm càng là thứ hiếm có, làm gì nói lấy ra là lấy ra được. Dương tiểu tử, chúng ta không có lục phẩm âm hành, trong tay bổn quân cũng chỉ có một phần ngũ phẩm âm hành. Chi bằng như vậy, ngươi ở đây chờ một tháng, bổn quân bây giờ truyền tin bảo người đưa một phần lục phẩm âm hành đến đây. Không được, bây giờ ta muốn lục phẩm âm hành. Nói rồi không có. Ngươi muốn bổn quân biến ra hay sao? Ta không tin, trừ phi các người đem nhẫn cho ta kiểm tra. Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói gì không? Nhẫn không gian là gương mặt thứ hai của võ giả bọn ta. Ngươi đây chẳng phải là đang tát vào mặt bọn ta hay sao? Nếu các ngươi không cho, bây giờ ta về hư không địa, ta không tin. Ta chờ cả một đời còn không có được một phần thượng phẩm âm hành. Ngươi dám đi, chẳng lẽ là sống chết của Lanu nhược ngươi gặp, ngươi mặc kệ hay sao? Vậy thì ngươi nên cầu mong bà chủ nhà ta bình an vô sự. Nếu cô ấy rứt một cọng tóc, chờ sau này ta tấn thăng cửu phẩm, chắc chắn là sẽ giết sạch các ngươi. Hỗn sương. Dương tiểu hữu bớt giận, chuyện này có thể bàn bạc, chỉ là tiểu hữu muốn tát mặt của bọn ta, phải trả giá chứ hả? Các ngươi đưa nhẫn cho ta, nếu sau khi kiểm tra xác nhận không có, vậy thì ta tấn thăng ngũ phẩm, cái giá này là đủ lớn chứ? Thiếu gia, không được, vốn lục phẩm đã ủy khuất rồi, ngũ phẩm đối với người là sỉ nhục. Dương Khai, cậu có tiềm năng như vậy, đừng làm chuyện ngốc. Phải đó, sư đệ, chờ thêm đi. Thời gian một tháng chúng ta chờ được, bà chủ không chờ được. Đừng quên ta còn có gì? Đúng rồi, trong tay thiếu gia còn có thứ đó. Có thứ đó thành tựu ngũ phẩm với lục phẩm không khác gì. Còn có thể mượn cô làm tê liệt người khác, mượn cớ làm tê liệt người khác, để người bên cạnh cho rằng Dương Khai chẳng qua là ngũ phẩm khai thiên,
để hắn thoát khỏi vòng xoáy của các động thiên phúc địa. Tiểu tử, nhẫn không gian có thể đưa cậu kiểm tra, nhưng nếu cậu dám nuốt lời, bọn ta cho dù phải chịu cơn giận của Long tộc, hôm nay cũng phải giết cậu ở đây. Chỉ có ngũ phẩm sau này có thể thanh khí gì chứ? Như vậy chính là chặt đứt tiền đồ của tiểu tử này. Yên tâm, tuy tôi chẳng qua là đế tôn, cũng cần mặt mũi hơn ai đó, đương nhiên nói lời giữ lời. Ta nói bốn người các ngươi đúng là vô sỉ, tưởng nên nén lấy một ít bỏ vào trong tiểu càn khôn, ta sẽ không phát giác ra hay sao? Tiểu tử này khai thiên nhãn rồi hay sao? Cái này cũng có thể nhìn ra. Đưa đây đi,